Nếu các thực khách còn quá nhớ nhung các món ăn truyền thống đã in sâu trong ký ức của bao người, hãy đến với phở xưa ở địa chỉ cơ sở 1, số 90 Văn Cao, quận Ngô Quyền, cơ sở 2, số 24 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Quán có phở và cơm gà nhà xưa. Nguyên liệu chính từ gà được lựa chọn là giống gà ta, nuôi thả tự nhiên, có thịt chắc, da mỏng. Khi luộc lên, da gà vàng ươm, cắt miếng ra nghe thanh âm sần sật trong miệng. Phần nước luộc gà được nấu cùng cơm, giúp cho từng hạt gạo có màu vàng óng bóng bẩy. Ngoài ra, quán còn có menu lẩu nấm thiên nhiên với hai dòng Classic và Luxury được kết hợp bởi những nguyên liệu cao cấp thuận thời tiết bốn mùa, luân chuyển, tốt cho sức khỏe, mang đến cho thực khách những trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn nhất cùng hương vị nấm tinh tuyển. Cùng sữa thanh nhiệt cơ thể phải kể đến các thức uống với hương vị ngọt lành của sữa gạo Đức Giang, sữa hạt maca, óc chó, hạnh nhân, giúp bổ sung dưỡng chất, xua tan mệt mỏi, thực khách ngủ ngon hơn với thuần vị tự nhiên. Hãy chọn bất cứ góc nào của xưa để thoải mái chin trong không gian Indochine và thưởng thức những đồ ăn, thức uống đậm hương vị xưa được chế biến bởi thế hệ đầu bếp ngày nay, quý vị nhé!